Xin chào các em học sinh khối lớp 3. Trong tiết tập làm văn trước của tuần 22, các em đã được học về một người lao động trí óc rồi. Hôm nay, cô và các em học tiếp tập làm văn của tuần 23 nhé, với bài kể lại một buổi biểu diễn văn nghệ. Trong bài này, cô có hai hoạt động. Hoạt động đầu tiên, hãy kể lại một buổi biểu diễn văn nghệ mà em đã được xem hoặc tham gia. Thì trong hoạt động thứ nhất này, các em phải cần rèn được có đó là kỹ năng nói. Kỹ năng nói rõ ràng, mạch lạc, tự nhiên về một buổi biểu diễn văn nghệ mà mình đã được xem hoặc là mình tham gia. Sang hoạt động thứ hai là viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn từ 7 đến 10 câu về một buổi biểu diễn văn nghệ mà em đã được xem hoặc tham gia. Thì hoạt động hai này là rèn cho em cái kỹ năng viết. Các em sẽ viết được những điều các em vừa kể thành một đoạn văn từ 7 đến 10 câu về một buổi biểu diễn văn nghệ đó nhé. Vậy thì văn nghệ là gì? Đó là những tiết mục nào cô tin mỗi bạn trong chúng ta cũng đều trải qua trong cấp học mầm non hết. Vậy thì để nhắc lại cho các em nhớ đó là những tiết mục văn nghệ nào, thì bây giờ cô mời các em nhìn lên đây cho cô nha. Đó là tiết mục múa. Ở mầm non, bạn nào có năng khiếu múa sẽ được cô giáo chọn để mà biểu diễn những ngày lễ lớn ha. Ca nhạc thì có tấp ca, đơn ca, song ca, vân vân, dành cho những bạn có giọng hát hay. Tuy nhiên cũng khuyến khích những bạn có tính thích hay hát nè. Vậy thì văn nghệ là gì? Các em đã hiểu chưa? Nếu đã hiểu thì bây giờ cô và các em cùng sang hoạt động thứ nhất đầu tiên của bài học này nhé. Hoạt động thứ nhất là hãy kể lại một buổi biểu diễn văn nghệ mà em đã được xem hoặc tham gia. Trong hoạt động này nó có hai ý rất là rõ ràng nhé. Thứ nhất là em đã được xem. Thứ hai, tham gia cái tiết mục văn nghệ đó. Thì trong cái hoạt động này cô có 5 gợi ý như sau. Cái gợi ý đầu tiên, đó là buổi biểu diễn văn nghệ nào? Gợi ý thứ hai, buổi biểu diễn văn nghệ được tổ chức ở đâu? Khi nào? Gợi ý thứ ba, em cùng xem với những ai? Gợi ý thứ tư là buổi biểu diễn văn nghệ đó có những tiết mục nào? Cuối cùng, em thích tiết mục nào nhất? Hãy kể cụ thể về tiết mục ấy. Thì đây là những gợi ý của cô. Các em không yêu cầu nhất thiết phải kể theo những gợi ý từ trên tới dưới như thế này cho cô. Các em có thể là đảo cái gợi ý từ trên lên xuống dưới cũng được, từ dưới lên trên cũng được, miễn sao các em kể được đầy đủ về một buổi biểu diễn mà em đã được tham gia hoặc đã được xem. Đó là yêu cầu của hoạt động thứ nhất cho cô. Để làm được cái hoạt động này thì bây giờ cô sẽ cho các em nghe một đoạn văn của các anh chị lớp trước nhé. Cái đoạn văn này nói về cái buổi biểu diễn văn nghệ mà các anh chị đã được xem. Bây giờ cô xin mời các em nghe nhé. Buổi biểu diễn văn nghệ mà em đã được xem được tổ chức tại trường của em nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Hôm đó em cùng đi xem với các bạn trong lớp của em. Buổi biểu diễn đó có rất là nhiều tiết mục: đơn ca, song ca, tập ca và múa của các anh chị khối 4 năm và khối 3 của em. Tiết được màu cũng hay hết, nhưng em thích nhất là tiết mục của lớp 41. Tiết mục chưa bắt đầu, cơn gió vô tình thổi mạnh sáng nay, con bỗng thấy tóc thầy bạc trắng, cứ tự nhủ rằng đó là bụi phấn mà sao lòng xao xuyến mãi không nguôi. Từ
thật là ý nghĩa cho ngày hay nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngày để tri ân những thầy cô giáo, những người thầm lặng cống hiến cả cuộc đời cho thế hệ chúng em. Chúng em hứa sẽ học thật tốt để sau này khi lớn lên sẽ thành người có ích cho xã hội. Đoạn văn này là các anh chị tham gia vào buổi biểu diễn văn nghệ đó. Tối 20 tháng 11 vừa qua, trường em có tổ chức một buổi liên hoan văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Đúng 7 giờ tối, các thầy giáo, cô giáo và học sinh toàn trường đã có mặt đông đủ. Sân khấu được làm quay ra sân trường. Cô Trúc, tổng phụ trách đội, bắt đầu lên giới thiệu các tiết mục trong đêm biểu diễn. Tiết mục bắt đầu. Tiết mục đơn ca của lớp 32, tớp ca của lớp 53. Rồi tiết mục nào cũng hay, nhưng em thích nhất là tiết mục của lớp em với bài hát Bông Hồng Tặng Cô. Tiết mục này có sự tham gia của em và các bạn trong lớp. Em đóng vai cô giáo, các bạn là học trò. Em rất bỡ ngỡ và lo sợ vì không biết em có hoàn thành được nhiệm vụ mà cô giáo đã tin tưởng giao cho không. Rồi, bây giờ cô tin các em sẽ làm được các hoạt động tiếp theo của bài này nhé. Bây giờ chúng ta sang hoạt động thứ hai. Thì yêu cầu của hoạt động này là viết những điều em vừa kể thành một đoạn văn từ 7 đến 10 câu, kể về một buổi biểu diễn văn nghệ mà em đã được xem hoặc tham gia. Thì yêu cầu của bài này các em sẽ lựa chọn cho cô hai ý. Ý thứ nhất, đã được xem. Ý thứ hai là các em tham gia vào tiết mục văn nghệ đó. Và lưu ý cho cô, từ 7 đến 10 câu, vậy thì đầu câu các em phải viết hoa và cuối câu thì phải có dấu chấm. Nhớ cho cô, chúng ta suy nghĩ, rồi chúng ta viết vào nháp, xong hoàn chỉnh bài đoạn văn rồi mới viết vô tập vở ha, cho sạch sẽ nhé. Rồi, cô cảm ơn các em và chúc các em có một ngày vui vẻ. Xin chào và tạm biệt.